rất xa, nơi không có khói bụi thành phố, ở một nơi đẹp như mơ. Trên cao êm êm mây trắng bay, lặng nhìn biển rộng sóng vỗ. Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài, vượt suối thác, vượt núi dốc, dù tranh vênh có xa gì. Có biết bao thứ tươi đẹp vẫn cứ ở đó đang chờ tôi. Người xung quanh ở nơi đây thật dễ bên, sao mới gặp. Ánh mắt lấp lánh hiền hòa chào tôi, chào người bạn mới. Đường chẳng dài mà ta qua, giờ ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày ngày mặt trời dạng người vẫn cao lên từ trên mái nhà. Hello mọi người, bây giờ mình đã đi tới vườn hồng Thanh Tâm. Giờ mình sẽ vô đây mình tham quan. Đó, mọi người thấy dưới đây hồng có trời không? Hồng vàng cây hết đó. Vàng là chưa chín nha. Ô, bên kia có quán cà phê kìa. Ngày trước đi đâu có không? Đây làm đường rộng hơn, ngày trước cái đường nhỏ xíu à. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới. Đây là cây hồng này mọi người ạ. Mọi người có thấy cây hồng không? Trái quá trời trái luôn. Đây là nhà của chú chủ vườn. Ở đây có đặc sản là hồng treo gió. Mọi người thấy hồng treo gió không? Thấy chưa? Phía trên kia là hồng treo gió. Đó, bó chạy hồng luôn nè. Ủa hồng này sao mình hái chú? Leo hả? Hái, có cái lồng nữa chứ. À. Hồng này. Nó quá hồng quá trời trái luôn. Đây nè, mình đang leo trên cây hồng, quá trời trái luôn nè. Lựa mấy trái chín hái. Ở đây có trái nè. Đó, trái kia. Dạ, cái trái chín đỏ thôi mình hái tiếp nha. Đây là mấy trái hồng hái được. Tới thành phố thường còn ra miết hết luôn á. Hành sinh tố ăn. Mày sắp lên đường đâu là đã dọc hết rồi. Trái nó ăn để trái đó nó ăn đi chị. Là mấy trái mới hái được chú. Mày có mua hồng sấy luôn không? Đầu tiên là cái hồng này là chú cho hái chín trên cây. Rồi hồng này là hồng treo gió nha, là treo gió tự nhiên chứ không phải là sấy. Đây là 160 nửa ký, đây là trái nhỏ hơn, cũng là hồng treo gió luôn, là 140. Đây là hàng xịn, rất là đẹp. Đó. À, đây là cơ sở của đặc sản Đà Lạt, Thanh Tâm. Ở mình search Google Maps là nó sẽ ra. Còn này là hồng sấy dễ bình thường, hồng chín sấy dễ bình thường, 60.000 nửa ký. Đây là hồng chín tại vườn luôn. À, sấy từ cái trái hồng tươi này ra cái này. Cái này thì nó ngon hơn, này là sẽ mắc hơn, còn này nó cũng ngon nhưng mà nó đỡ tốn công hơn, này là mình sẽ lột từ trái, treo lên đây. Đây, đây là cái đó, đây là cái nhà lồng để ta làm hồng treo gió, sẽ lột ra để treo gió tự nhiên như này, nên là nó sẽ ngon và nó sẽ tốn công và nó sẽ mắc hơn. Wow, nhánh này quá trời trái luôn nè. Người thấy không? Quá trời trái luôn á. Làm sao để hái tới đây? Cao quá. Mấy trái vàng đỏ này là chín, mấy trái đỏ là chín, rồi mấy trái vàng là nó chưa chín. Không biết hái đường nào luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi hái. Đây là chủ vườn cho mình cái bọc để đi hái nè. Hái hồng nè, đây nhánh này gần dễ quay nè. Mình sẽ cầm cái nhánh hồng. Mình bẻ ngược, cầm cái cuốn mà bẻ ngược lên thì nó sẽ đứt cái trái hồng ra. Đó, rồi trái hồng này. Bỏ vô. Mấy trái này còn xanh thì mình sẽ không hái đâu. Xanh nó sẽ, giờ nó sẽ không chín. Đây mình đã tìm được, người quay phụ để giờ mình có rảnh tay mình sẽ hái. Cái này không lá này được không? Được á. Nói chứ là mày chọn mấy cái trái mà màu cam nó ở đít á. Mình sẽ dập ngược cái cuốn lên, nó sẽ rớt cái hồng ra. Hai trái trên cùng kìa. Hai trái này hả? Sao phải tới? Trèo lên. Đẩy cây của chú, trèo lên gì được. Không, mình sẽ không đu, không làm tổn hại cái cây hồng. Bên đây nè Hoàng, bên đây nè. Mình sẽ chặt luôn cả cái cây hồng. Trái đó chín á. Cái này chín rồi mọi người ơi. Ây, wow, trái hồng chín. Chín rồi. Nè, cái này nó chín rồi nhưng mà nó chưa có mềm lắm, chưa có đỏ lắm. Bỏ vào luôn. Ai lượm ai đây. Đây hai trái hồng nữa. Đây 2 kg chưa? Hơn rồi á. Đâu mượn. Chú cho mình 2 kg thôi nên hái 2 kg. Em được 1 kg à. 2 kg rồi má. 1 kg hà. Ta phải đi chọn mà ta không biết cái lạ. Có một trái chín nè. Khoan từ từ. Wow, cái này bự. Từ từ. Đừng vạch. Tao chưa kịp. Đây, trái này hơi bự nè mọi người ơi. Hai trái hồng không? Này là hồng chín. Đây 2 trái nữa, quá trời 2 trái bự luôn. Cái này là mình đem về mình sẽ xử lý để cho nó chín chứ mình cũng chưa bao giờ biết xử lý như thế nào luôn. Tại vì chú nói là hồng này mình nếu mà hái vô nó không vũ khí đá, không ủ khí đá sẽ không chín. Thôi nghĩ chắc được rồi đó mọi người ơi. Đây là 2 kg hồng mình xin chú chỉ vườn cho. Lần đầu tiên đi hái hồng luôn. Yeah, quá đẹp, quá đã. Đi vô. Mua giờ phải buổi chiều nó ship đến khách sạn cho họ nè. Ở Đà Lạt hả chú? Hả? Này mình ship lên Đà Lạt hả? Ship lên Đà Lạt không, họ cũng ở Sài Gòn, ở Bình Dương. Dạ. Họ ra họ đi chơi mà mua hàng xong trả tiền rồi thả đó, rồi giờ mình ship lên cho họ. Wow, cảnh đẹp quá. Ở đây cái đoàn khách này cũng như mấy đứa vậy, cũng năm ngoái cũng ra đây rồi. Hôm qua xuống đây nó là nó chơi đã rồi nó mua hàng để đặt.